đầy nước áo, cà phê công nghiệp nha bạn con. Cái này là đang có gắn cái lưỡi lưỡi mịn nha bà con, cái lưỡi là một cái đá như cái đầu lỗ tai. Khi bà con muốn cái hàm cục nước đá nó lớn hơn á là bà con gắn cái hàm này, cái hàm thừa đây, cái hàm này hàm thừa nè, để cục nước đá mình nó to hơn. Còn cái hàm này á, là thường là cục nước đá uống trà sữa nước mía, còn hàm này là cà phê nha bà con. Nên bà con về á, bà con nhớ nếu mà muốn nước đá lớn nhỏ bà con thay cái hàm vô đấy.